Vâng, xin chào tất cả các anh chị. Mình sẽ chia sẻ anh chị về cái kiếm đồng lô nhá. Khi mà bấm cái đường link cái phần mô tả thì nó ra phương diện này, mình sẽ nhập vừa mai vào đấy. Đấy, khi tôi ghi cái vừa mai rồi để nhận match thì bất kể một cái nào cũng được. Các bạn cái link này bạn thế tôi bắt cái chả nhà chưa được. Các bạn là chuyển từ cái này này sang cái mặt trăng này, cái gọi mặt trăng các bạn. Đấy, thì nó sẽ xác nhận được bạn. Đấy, rồi đây nó thì nó đã được xác nhận cái Gmail nhá. Đây cái chữ Gmail nhá. Bạn về Gmail bạn xác nhận. Thì cái này phải xác nhận hai lần. Thì các bạn vào Gmail. Đây cái chữ Luna đây các bạn, bạn nhấn vào Luna vẫn là xác nhận. Mạng mình yếu quá, xong bạn nhấn vào cái chỗ sinh nhá. Đấy, tiếng Anh mình không rõ chứ, bạn nhấn vào chỗ chôm chỉnh sửa nào cũng được, các bạn cứ nhấn vào đấy rồi bạn lại xác nhận lại lần nữa. Ai đọc quên rồi. Này, bạn lại kéo cái này, cái vòng tròn này lại cái mài mặt trăng cái nữa. Nó tính như gì đây? Thì mình thử dịch xem nhé. Mình chụp cái này mình dịch phát. Thì nó nói cái gì? Tiếng Anh mình không biết. Đấy. Quay về. Các bạn chưa biết dịch thì các bạn nhấn vào đây bạn dịch này, thì cái đó là cái nhanh nhất thôi. Đấy, cái hệ thống dịch đấy bạn nhận đây. À đây nó dịch rồi, đây nó dịch cho các bạn này. Mình bán dịch thì nó nói là giờ đây đã xác minh, cái dòng thứ nhất là đã xác minh và giờ đây có thể bạn để truy cập chi tiết với cái thị trường xã hội và thời gian thực của cái đồng tiền, những người có ảnh hưởng đến tiền điện tử yêu thích của bạn. Đấy, nhận tiếp tục, bạn về nhận tiếp tục nhé. Đó là bạn dịch thôi, còn con tìm nơi đấy được rồi nha các bạn. Thế này là các bạn copy link, thì đây mình sẽ mình chỉ cho các bạn copy link luôn. Đấy thì cái này thì các bạn đây cái bạn có thể nhận vào đây làm cái nhiệm vụ nhá. Này đây cái nhiệm vụ như các bạn vào Twitter này, rồi là đây nó rồi các bạn lại chuông đấy. Thì bạn thích cái gì, ví dụ như đây chẳng hạn Bitcoin này đấy, mình sẽ nhấn vào Bitcoin thì sẽ được 25% đây và tiếp tục còn nó đấy. Thì bạn nhấn next và next các bạn nhấn next tiếp. Đấy, đây là nhiệm vụ, làm nhiệm vụ đó các bạn. Đấy, continue. Đấy, nó sẽ được 25 điểm nha. Đấy, bạn trở về nhiệm vụ tiếp theo. Đấy, làm xong nhiệm vụ thì còn bạn lấy link gì đây, bạn nhấn vào menu các bạn nhấn vào đây, các bạn chia sẻ đó. Chia sẻ đây chẳng hạn thôi, chia sẻ cho các bạn. Đấy, ví dụ như là bạn kéo nữa Zalo đây chẳng hạn, chia sẻ luôn vào nhóm nhé. Thì đây nhóm đây là nhóm chéo các bạn ha. Các bạn có thể chia sẻ nhóm chéo. Thì như thế này là được rồi. Được rồi các bạn. Đấy, chia sẻ nhóm chéo đây. Đấy, chia sẻ thành công. Thì đấy, thì đấy là mình. Đây các bạn. Thì và các bạn nhấn vào đây để copy đường link. Twitter copy đường link nhé.
đây là cái đường link của mình đây, 76 chẳng hạn, nó copy bạn ấn vào đấy thì nó sẽ copy cho các bạn sao chép đấy, để các bạn chia sẻ trên các nhóm này, nhóm Telegram, Facebook, Zalo và chéo. Nhưng mà nói chung là các bạn chéo với nhau thì mới được nhá, không chéo với nhau thì không có điểm đấy, có thế thôi. Và để chéo cho nhau thì đây, ví dụ như là mình cái nhóm mình nhận vào cái nhóm đi nhá các bạn nhá, đây nhóm đỏ đây đúng không, nhóm đỏ đây mình kéo xuống này, ví dụ như mình chéo cho họ chẳng hạn đó, thì mình nhấn vào đây dán vào đấy, thì mình dán vào đây thì đây là cái, ví dụ như đây họ đã chéo cho mình thì mình nhận này. Tiếp tục mình trả lời này, mình trả lời đã chéo này, thì mình lại nhấn vào link của họ ha. Nhấn vào link của họ đây thì nó sẽ chạy trong vòng 10 giây là được nha các bạn nha. Máy mình nặng tải quá đấy, chạy cho mà cái này ghét của họ cũng nặng đấy, nó chạy trong 10 giây đây này, này. Kéo lên này có gì không? Đấy, cứ ước tính như là như thế thôi. Bạn sẽ về là tiếp tục. Các bạn ban nãy mình đang ấn đã chéo như không? Đã chéo được rồi. Đã chéo. Đã chéo nha, đã chéo. Xong bạn ấn dán cái đường link của mình vào đấy, đấy, link của mình. Đấy, thế là được. Họ cứ chéo cho nhau. Được nha. Vâng. À, tiếp tục mình hướng dẫn luôn là để chéo nhiều 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 bạn đấy, thì bằng điện thoại này thì các bạn vào trong chỗ cái đường link mình đây, mình sẽ chéo đường link chéo nhiều URL đấy, nhiều tab đấy, thì các bạn đây các bạn nhấn vào đường link và các bạn nhấn vào cái chỗ ba gạch này để chuyển sang cái trình duyệt chrome. Thì các bạn nhấn vào chuyển sang cái trình duyệt chrome nhá, đấy chung đây nó đã chuyển sang trình duyệt chrome rồi đây, thì các bạn nhớ muốn nhớ nhiều nhiều tab thì các bạn ấn để tìm cái ví dụ như là cái nhóm cái này chẳng bạn copy bạn, bạn copy lại và bạn lại chuyển sang đấy này chrome này, các bạn url thì các bạn nhấn đấy thì các bạn tab vào đây, các bạn ấn tí giữ tí thì nó sẽ, xong các bạn dán vào xong các bạn nhấn vào cái chỗ mở nhiều tab đấy, nó đang mở cho các bạn đấy. Thì các bạn nhấn vào cái chỗ chôm đấy, thì đây là đây nó sẽ 11 tab đây, mình tắt bớt cái này đi nhiều quá máy nó nặng đơ đấy, đây hơn 60 tab đây, nhiều quá đấy, đây là cái đây 11 tab đây các bạn ha. Đấy, thì các bạn ấn vào đây thì nó đã chạy đây, đấy, ha. Thì mọi cái đấy nó chạy ngầm dưới đây thôi, để thì bạn kéo bạn cứ kéo hết đi các bạn, chạy từng tab một đấy, đây đấy. Thì như vậy là nó nhanh, và mình cũng có cái nhóm ở dưới phần mô tả các bạn vào các bạn chạy theo tab này nó nhanh này, nó được đây, cái của mình được 4 máy đấy đấy, đấy. Đấy. Thì các bạn chạy tab thì các bạn cứ phải ấn đây nhá cho cái dòng tab cho nó đầy, mà bạn phải chạy cho chuẩn nha, đúng 10 giây nhá. Này, này chạy 10 giây thì trong vòng ví dụ như 1 phút là hết 10 tab chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn thì chỉ trong vòng mấy mấy phút là các bạn mấy chục người các bạn có thể cho bạn chạy xong đây rồi, đúng không? Thì có thể các bạn ấn vào đây chụp các ảnh với đây là những cái mà mình chạy cho họ rồi đó, đạp gửi cho admin đấy, thì đây là cái cách chạy. Còn các bạn muốn muốn tab lại copy một cái nhóm khác nữa thì các bạn có thể kéo nó lên,
và xóa cái chỗ nó đi đây, xóa đi thì đấy đấy thì các bạn đấy, xong bạn lại nhấn vào, bạn copy ở bên kia dán nó lại đấy thì nó lại tiếp tục. Vâng, cái video của mình đến đây cũng dài rồi, xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người là kiếm được nhiều cái na nhé. Vâng, xin chào các bạn, còn mọi cái phần mà mình cũng để dưới phần mô tả nhé, thì cái đường link cũng như là nhóm 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 để các bạn vào, các bạn có thể là chạy bằng điện thoại nhưng mà vẫn vẫn chạy được nhiều tab nhé, vẫn vẫn chạy nhanh được đấy, mọi người này, kiếm được nhiều tiền.